Tập 10 Running Man Việt Nam mùa 2, chơi là chạy khi lên sóng đã tạo được hiệu ứng lan tỏa rầm rộ trên mạng xã hội không nằm ngoài dự đoán. Tuy nhiên, một nửa trong số đó là những ý kiến tiêu cực, chỉ trích ekip Running Man Việt Nam mùa 2 thiếu tôn trọng đối với khách mời Kim Song Cúc, và cũng không ít fan của người năng lực thấy chạnh lòng khi vọi biển Trương Thế Vinh ăn mừng xé bảng tên thành công, nhưng lại không đỡ khách mời đứng dậy. Nghe có vẻ hơi sai, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng không phải không có lý. Sau mỗi một lần xé bảng tên các thành viên Running Man Việt Nam mùa 2, phản ứng đầu tiên của Kim Song Cúc là nói xin lỗi vì có thể trong lúc chơi đã vô tình làm đối phương bị thương hoặc té ngã. Dù có hay không, sau đó thì đưa tay ra để ngỏ ý đỡ người vừa bị xé bảng tên đó đứng dậy. Điều đó cho thấy sự lịch thiệp của khách mời đến từ Hàn Quốc, nên việc Trương Thế Vinh mải mê ăn mừng để Kim Song Cúc tự đứng dậy càng bị mang ra so sánh nhiều hơn. Trước loạt tranh cãi và chỉ trích của netizen, Trương Thế Vinh mới đây đã lên tiếng giải thích về hành động của mình. Nam ca sĩ, diễn viên cho hay, thật ra, tôi nghĩ anh Kim Song Cúc như một tảng đá vậy, một tảng đá có ngã tí cũng không sao đâu, tôi cũng vậy, lỡ có té hay va chạm lúc chơi cũng thấy bình thường. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì 5 giây hăng say với chiến thắng. Không thể bỏ lỡ từng giây, phút trong tập 10 của chương trình truyền hình Running Man Việt Nam năm 2021, chơi là chạy vừa lên sóng, rất nhiều các tình tiết gay cấn và hài hước đã được gửi tới quý vị khán giả, đặc biệt là những người yêu mến Kim Song Cúc. Khi được biết cả đội sẽ chạm trán Kim Song Cúc, tất cả các thành viên Running Man Việt Nam đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, tinh thần đối diện với người năng lực. Kim Song Cúc sở hữu vóc dáng to lớn, lực lưỡng cùng với kinh nghiệm chơi Running Man 11 năm. Chắc chắn đây là đối thủ đáng gờm nhất. Để trợ lực cho biệt đội Running Man Việt Nam năm 2021, những viên đá nâng cấp đã phát huy tác dụng, giúp các thành viên đổi lấy những siêu năng lực đặc biệt và đó chính là cách duy nhất để có cơ hội thắng Kim Song Cúc. Tuy vậy, sự thật vẫn không như mơ. Kim Song Cúc thực sự đã tạo nên một cơn bão càn quét bảng tên tại Running Man Việt Nam năm 2021. Hai bóng hồng Lan Ngọc, Thúy Ngân đã quyết định nắm tay nhau liên minh trong tập này cũng không thoát khỏi móng vuốt của anh Hồ. Đang đi lang thang gặp đúng đối tượng nguy hiểm, Lan Ngọc đã tìm đủ cách cầu cứu lẫn xin tha mạng, thậm chí còn chơi lầy đu lên người Kim Song Cúc. Cuối cùng, cô nàng phải dùng tới siêu năng lực thôi miên anh Hổ để lấy lại bảng tên của mình. Thúy Ngân cũng ngơ ngác không kém trong lần chạm trán với Kim Song Cúc. Sau giây phút ngỡ ngàng, cô nàng bật ngay chế độ fan girl cuồng nhiệt. Một mặt nhõng nhẽo mè nheo, mặt khác lại không cưỡng nổi sự ngưỡng mộ dành cho anh Hổ. Sử dụng siêu năng lực triệu hồi hồn ma Trường Giang, Thúy Ngân vẫn không thể chống trả lại sức mạnh của Mr. Kim. Ngay sau khi bại trận, Thúy Ngân liền xin được đi theo Pa. Tình tiết này khiến cho người xem phải bật cười vì sự ngây thơ và đáng yêu của hoa săn mồi. Liên Bình Phát sở hữu siêu năng lực cản bước đối thủ bằng cách khiến Kim Song Cúc phải đeo 20kg tạ vào cơ thể. Tuy vậy, điều này cũng không thể gây khó dễ cho anh Hổ. Chỉ chưa đầy 30 giây, anh Hổ đã dễ dàng xé được bảng tên của bé Bình. Ngoài lời chương trình, Liên Bình Phát tâm sự rằng anh rất vinh dự và hạnh phúc khi được chạm trán với biểu tượng sức mạnh của Running Man Hàn Quốc. Mặc dù anh không giành chiến thắng nhưng bé Bình vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi được đối đầu với anh Hổ. Mặc dù khẳng định mình đã tiến hóa thành thỏ rừng nhưng khi gặp hổ, song thỏ vẫn bỏ chạy trước tiên, sở hữu quyền năng ba mạng, Ngô Kiến Huy để bay hai bảng tên vào tay Kim Song Cúc. Thỏ đen khiến anh Hổ phải hoang mang hỏi, rốt cục bạn còn bao nhiêu mạng vậy? Chứng kiến sự mạnh mẽ và tốc độ thần sầu của anh Hổ, thỏ đen chỉ còn nước, quỳ xuống van xin tha mạng. Sau khi Kazik bị bay bảng tên trong vòng một nốt nhạc, voi biển trở thành niềm hy vọng duy nhất của cả đội, sở hữu siêu năng lực giữ chân đối thủ trong vòng 30 giây. Trương Thế Vinh đã tận dụng tuyệt đối khoảng thời gian ngắn ngủi này để nắm chặt bảng tên của Mr. Kim. Trong trận đấu này, voi biển đã nhanh hơn anh Hổ 1 giây và xé được bảng tên của đối thủ. Bản thân Trương Thế Vinh mặc dù rất hạnh phúc khi giành chiến thắng nhưng anh vẫn khẳng định rằng Kim Song Cúc quá mạnh, nếu không có siêu năng lực thì tôi không thắng nổi đâu. Tuy vậy, cú tơ quyết cuối cùng lại khiến khán giả ngã ngửa khi chiến thắng chung cuộc thuộc về Thỏ Trắng. Sau khi hợp lực cùng voi biển, xé toang áo của Ngô Kiến Huy, Jun Phạm xuất chiêu siêu năng lực và giành chiến thắng phút chót. Đáp lại sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Jun Phạm từ tốn cho rằng cuộc chiến thắng là nhờ siêu năng lực thôi, còn người mạnh nhất Running Man Việt Nam năm 2021 là anh Trương Thế Vinh. Như vậy, Trương Thế Vinh đã trở thành cát sở hữu sức mạnh bậc nhất khóa huấn luyện tại Hàn Quốc. Đáng tiếc rằng Kim Song Cúc bận lịch trình công việc nên không thể nán lại chương trình tới phút cuối, nhưng chắc chắn rằng lần gặp gỡ và tranh tài này sẽ để lại ấn tượng sâu đậm đối với cả anh Hổ và voi biển lẫn các cát khác. Kết thúc khóa huấn luyện tại Hàn Quốc, dàn cát sẽ trở về Việt Nam thực hiện nhiều nhiệm vụ thử thách mới không kém phần vui nhộn, hài hước và kịch tính. Đón xem Running Man Việt Nam năm 2021 phát sóng lúc 20:30, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Anh cho em hỏi là khi mà mình
nhận cái kịch bản của bộ phim này nè, thì mình có lường trước được cái giống như cái sự khó hoặc là cái độ hắc não với người xem như vậy trước không? Thật sự thì là khi mà đọc là mình đã thấy nó phức tạp rồi, cho nên là khi mình đang nhận thì mình quyết định là mình phải tin đạo diễn 100%, vì bạn biết bạn phải làm như thế nào, mình chỉ làm đúng những gì mà Hoàng muốn thôi. Đó là cái công việc, thì khi mà làm muốn như vậy thì nó không có còn khó nữa, tại vì những cái nhân vật, cái tình huống của nhân vật này thì cũng quá phức tạp, nó rất là đời sống thôi. Anh có hài lòng với cái vai diễn của mình trong cái bộ phim này không? Thực sự thì anh nghĩ là nó ok, anh thấy ok thì anh làm tròn nhiệm vụ của anh. Yeah, mọi người xin có vẻ đã bị lừa. Yeah. Khi mà đóng với Nhã Phương thì anh cảm thấy như thế nào, nhất là trong vai là chồng Nhã Phương nữa? Thực sự thì tại vì tụi anh với anh Giang thân cũng hay ngồi chung với lại Phương này kia thì nó kỳ lắm, nãy lên coi cũng thấy kỳ, cái mặt anh Luật cũng kỳ, thật sự là em thân quá, coi nhìn mình bị cứ bị bên ngoài nó ảnh hưởng vô phim á, nhưng mà không biết mọi người thấy sao, mọi người thấy ổn mà đúng không, vô phim nếu mình tin nhân vật thì được mà đúng không, có một cái sự ngượng ngùng nào đó khi mà đóng chung với nhau không đâu? Rồi tôi nghĩ đã vô làm việc thì là mọi cái nó phải chính xác. Cảm thấy cái phân đoạn nào khó nhất của mình không? Cái phân đoạn tâm lý là gì? Bị bợp tai thôi. Yeah, anh nghĩ từ cái đó anh bị bợp chắc cũng mấy, chắc cũng gần 20 lần. Là một cảnh đó rồi này. Đúng không? Và nó là one take, cho nên là one shot, cho nên là nó không có ngắt ở giữa được. Chỉ cần một cái nhịp sai thôi là mọi cái sẽ làm lại hết. Nó đòi hỏi cái sự chính xác. Mà anh có kỳ vọng gì vào doanh thu của phim không ạ? Anh rất mong muốn bộ phim có một cái kết quả tốt, tại vì anh nghĩ là khán giả Việt Nam cần nhiều thể loại, nó không chỉ là cứ hài không thôi hay là rom-com tình yêu thôi, thì đây là một cái thể loại mà nó một món ăn khác, và chúng ta nên hy vọng là nó sẽ tốt để có nhiều cái bộ phim kiểu này. Nhã Phương thì cũng một thời gian rất là lâu rồi mới quay trở lại, chứ nhất là thời gian vừa qua là cô sinh em bé nữa. Thì cái sự trở lại của Nhã Phương lần này, thì khi đóng với Nhã Phương thì anh cảm thấy là bạn diễn của mình như thế nào? Anh thấy mọi người, tất cả mọi người đều rất tốt. Phương thì không có ngoài dự đoán đâu, Phương làm việc rất tốt, rất chuyên nghiệp, rất là với người hòa đồng á. Những cái bạn diễn viên trẻ hơn cũng có nói với Vinh là Phương là người làm cho người ta có cảm giác thân thiện, rất là gần gũi để làm việc. Thì tất nhiên Vinh và Phương đã biết trước rồi thì nó cũng dễ hơn rồi. Khá thân với lại vợ chồng của Trường Giang với Nhã Phương á, thì khi đóng chung với vợ của Trường Giang thì anh Trường Giang có nhắn nhủ gì với anh không? Không, anh Giang anh để trong lòng thôi. Anh nói uống đi, anh trút vào đó thôi. Nhưng mà nói chung thì mình tự thấy ngại. Hồi trước mà phim họp báo là mình có nói rồi, là mình thấy ngại, nhưng mà thôi phim mà, làm việc cái nghề này phải vậy chứ. Vừa nãy khi mà ở cái thảm đỏ thì em thấy có sự xuất hiện của Thúy Ngân. Và có vẻ như là hôm nay là Ngân đến để cổ vũ cũng như là động viên cho anh. Thì thời gian vừa qua mọi người cũng hay ghép đôi hai người rất là nhiều. Thì anh có thể chia sẻ hơn thêm về vấn đề này không? Anh nghĩ những gì anh chia sẻ trước đây nó đúng như vậy thôi. Anh nghĩ là là tụi anh có những cái gì đó nó rất là thân. Có thể là mọi người nhìn vô thấy của anh hợp hay sao đó, nhưng mà Phương Ngân đến đây thì để ủng hộ cho cả gia đình anh Luật, Nhã Phương, anh Giang cũng tới, chị Thu Trang. Vậy cái diễn viên mà anh ấn tượng nhất trong phim có phải là chị Nhã Phương luôn không ạ? Cái đó thì mình nghĩ chắc rồi, chắc là phải vậy. Đó, bộ phim này là bộ phim của Nhã Phương. Tất cả các nhân vật là trong những bông hoa. Đó, điểm xuyến thôi chứ cũng không phải là một cái gì. Nhưng mà Vinh coi phim thì mình thấy là bộ đạo diễn đã tạo được một cái khối tổng thể rất là tốt, nhịp tốt. Vinh cảm giác như mình đang coi phim của nước ngoài á, kiểu là một cái gì đó rất là khác với những cái mood mà trước giờ mình xem. Thì Vinh hy vọng bộ phim này có một cái thắng lợi đủ để cho những nhà làm phim theo cái dòng này phát triển thêm. Cảm ơn anh rất nhiều. Thank you mọi người. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.